Mangles Mình đã học 20 tiếng một ngày như thế nào? Và hello mọi người, thì mình là Xoái đây. Cùng vào vlog đầu tiên của mình nhé. Như ba người khác thôi thì sắp đến ngày thi mình đi cà phê rất nhiều. Hơn cả là còn ăn rất nhiều mì tôm nữa. Từ một body nghe mình trở thành con lợn luôn. Trong 2 tháng ôn thi thì không ngày nào mình được ngủ trước 2 giờ sáng luôn. Đoạn này là học quá nhiều và mình đang có ý định là sẽ chỉ cầu nguyện thôi. Chú sẽ nghe được lời cầu nguyện của mình và cho mình đặt im. Mơ thế đủ rồi. Ok, về lại thực tại thôi. Và khi học đêm, đây chắc chắn là thứ mình sẽ phải có. Mình sẽ uống chung với Monster và pre-workout với cả thêm creatine nữa. Và nếu mọi người không hiểu thì đây sẽ là một thức uống khiến cho mọi người không thể ngủ được và chỉ tập trung học thôi. Mặc dù nó hơi hại cho sức khỏe nhưng mà trước tiên bây giờ phải đặt êm cái đã. Ê, nhưng mà mọi người có bao giờ muốn là ước gì mình làm con mèo được ngủ thật nhiều không? Hello mọi người, mình đã học xong tổng cộng là 7 Ôi giời ơi. Bây giờ thì mình chỉ ước mình được làm con mèo để được ngủ thật nhiều thôi. Đây có lẽ sẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất trong quá trình học của mình mọi người ạ. Đó chính là vừa xem Doraemon và mình sẽ được ngủ. 2 hours later. Và hello mọi người, mình đã Xoái đây. Mình đã chào mọi người đầu video mà nhỉ. Không phải đâu nhưng mà bây giờ mình mới tận thấy chỗ ấy siêu bừa bộn luôn ấy. Dọn dẹp xong thì bây giờ Xoái sẽ đi ăn sáng và dắt con chó đi dạo nữa. Dưới chung cư nhà mình có tổ chức hội. Và theo như mình thấy nó siêu to và siêu nhộn nhịp luôn ấy. Ha. Nhưng mà khi mình thi xong thì hết rồi. Ảo thật đấy. Vì quá là chán nên mình đã cho con chó ra mình đi cầu trượt. Hả? Cái gì vậy bà nội? Knife and forks should be placed next to the spoon on the edge of the table. Đấy là demo bài học của mình và khi mà mọi người kiểu nghe nó thì mọi người sẽ phải đọc lại ngay lập tức những gì nó vừa nói. Đây chính là cái chỗ mà để mình nhắn dây chuột. Mặc dù không theo đạo Công giáo đâu nhưng mà mê tín một chút thì nó vẫn tốt hơn mọi người ạ. Nhà thờ hôm nay mình đi là giáo xứ Cổ Nhuế. Tất nhiên rồi, có thực thì mới vượt được đạo. Nên là sau khi đi nhà thờ về mình phải đi ăn cái đã. Theo đúng dự định thì Xoài sẽ đi ăn ngoài nhưng mà kiểu mình sợ ăn đồ ngoài nên là sẽ mua đồ về nhà nấu cho an toàn. Mình vừa đọc kinh xong các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ đọc kinh xong thì sẽ đi học bài. Ui dồi ôi, con chó cho mình này. Họ đợi mình đọc kinh lâu quá, ngủ luôn này. Vì là đang trong quá trình luyện tiếng Anh, mỗi ngày mình đều phải nghe tiếng Anh hết ý. Và chắc ai luyện nghe tiếng Anh thì đều biết đến BBC News đúng không? Và mình cũng không ngoại lệ. Day was like, no one I know falls asleep the moment their head hits the pillow. Và tất nhiên học đêm thì mình lại không thể thiếu cái thứ này rồi. Hơi phụ thuộc một tí nhưng mà có thể khi nào thi xong mình sẽ dừng hẳn dùng cái này mọi người ạ. Còn bây giờ thì phải dùng để thức không thì mình ngủ như con lợn mất. Hello mọi người, thì bây giờ mình đang chuẩn bị quần áo để chuẩn bị đi đây. Còn 2 ngày nữa nhưng mà kiểu mình cứ chuẩn bị quần áo trước tại mai mình bay rồi nên là chuẩn bị quần áo đi nhá. Let's go. Kiểu thời tiết Hà Nội thì kiểu siêu lạnh ấy, nhưng mà thời tiết ở trong miền Nam chắc là sẽ rất là nóng. Nên là mình mang một chiếc áo hoodie, một cái quần và mình sẽ mặc một chiếc áo cộc ở trong. Quần này cũng khá mỏng thôi nhưng mà mình nghĩ lên máy bay cũng sẽ không lạnh lắm đâu. Thì sau khi mà mình xuống sân bay mình có thể cởi chiếc hoodie ra và ở trong sẽ còn chiếc áo cộc này thôi. Thì kiểu nó sẽ đỡ bị nóng được ấy. Và theo đó thì mình sẽ mang theo cái quần nữa. Tại vì mình ở trong Nam cũng có một ngày thôi nên là mình chỉ mang 2 bộ nào đi thôi mọi người ạ. Một chút thôi, rồi. Có thể khi xem video mọi người sẽ thấy rất là ngắn nhưng mà thực tế thì Xoái đã thức tận 4 đêm rồi đấy. Và bây giờ phút thiêng liêng này đã đến. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi thì chuyến bay của mình sẽ bắt đầu. Không được chơi hội tiếc ơi là tiếc luôn ấy. Hello mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi ăn phở Lý Quốc Sư rồi lên sân bay. Ăn phở siêu ngon và quẩy nữa. Thôi ăn phở nha. Ăn no nê rồi thì bây giờ lên sân bay thôi. Mặc dù mình đã bay ngoài nước ngoài rất nhiều nhưng mà chuyến đi ấy vẫn là một cái gì đấy kiểu siêu đáng sợ. Chỉ một chút nữa thôi thì mọi người sẽ biết kết quả rằng mình có đỗ hay không nhá. Nên là đoạn này hãy subscribe cho mình và like cho video. Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep.
stressed out. Sau khi xuống sân bay thì bác mình sẽ đón, tại vì kiểu sợ mình lạc. Và có một nơi thực sự rất là quan trọng mình phải đi đầu tiên sau khi hạ cánh luôn. Thực sự thì khi mà xoài ở ngoài bác ấy thì nó cũng không có nhiều loại bánh tráng như này đâu. Bùng nổ vị giác, tinh hoa hội tụ. Nên đây đúng là một thiên đường đối với mình luôn đấy. Oh my god! Wow! Siêu nhiều bánh tráng luôn. Tiếp theo thì đó chính là cơm tấm. Thực sự là siêu ngon luôn ý. Ê nhưng mà kiểu nước mắm ở top mỡ mọi người ấy, nó siêu ngon ý. 12 giờ rồi, chỉ còn 12 tiếng nữa thôi mình sẽ thi. Kiểu mình thấy mọi thứ rất là ổn ấy, mọi thứ rất là ổn. Nhưng mình mong là ngày mai mình thi đó mình có được minh mẫn và ổn như thế này. Ok. Sáng sớm thì bác mình có nấu cơm ăn ở nhà nên là mình cũng không quay lại cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ lên cái chỗ thi để đăng ký thủ tục để vào thi nữa. Xem vlog ngắn đây thôi nhưng mà đấy là cả một quá trình dài mọi người. Và bây giờ mình đã thi xong, cùng nhau xem kết quả nhé. Let me check. Vì là chỉ ở trong miền Nam có một ngày thôi nên là bác tranh thủ cho mình đi xem những cái nơi mà mọi người rất hay đi. Cũng không chơi gì nhiều lắm nên là hẹn miền Nam một ngày mà mình vào chơi lại nhé. Và tiếp theo đó sẽ là một món mình nhất định phải ăn trước khi về Hà Nội. Chắc chắn rồi, đó chính là bánh canh. Mình là một người siêu thích bánh canh tại vì trước mình có một người bác miền Nam nấu cho mình ăn. Và lạ một chỗ là quẻ ở đây rất là mềm chứ không cứng như ngoài miền Bắc. Sau khi ăn xong cũng là giờ phút mình phải tạm biệt miền Nam về với miền Bắc rồi. Lúc này vẫn còn đang làm trò xàm xí ấy. Siêu thích miền Nam và một ngày nào đó mình sẽ lại miền Nam chơi một lần nữa. Trước khi về mình còn được bác tặng cho hộp khô gà nữa. Nghe nói khô gà trong miền Nam ngon lắm. Mặc dù điểm thi không quá cao nhưng cũng đủ điểm để mình apply vào ngôi trường mình mong muốn rồi. Và hơn thế nữa mình cũng có một ngày rất là vui tại Sài Gòn. Nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh của mình nhá. Một ngày không xa Xoài sẽ quay cho mọi người xem cuộc sống của du học sinh Úc. Bye bye mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem vlog của Xoài. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Và mình là Xoài đây. Just the two of us. You and